là có người chạy theo. Đó là trướng và ngành trướng. Ok, nhau mà thôi. Cái men nước có bấm nào, hoặc hai bốn năm sau người ta chụp không có. Thì ở đâu mà đã đi như vậy thì đi luôn, mắc mới gì phải có hội trì rất nhiều. Ở đâu ra ha, cô đã nói rồi, những bước đi của Long Tôn Hồ Pháp, cô kể gì một cái ngay lúc này. Sư cô Diệu Hân sẽ ra khu vực của Thanh Hóa để gặp sư thầy Thích Minh Tuệ. Biến căng rồi, phải ra thôi. Ôi, nhưng mà sư cô đừng nóng cô ơi, sư cô đừng nóng. Tại vì sư thầy Thích Minh Tuệ tốt mà. Thôi đừng nóng mà sư cô, đừng nóng. Rồi xong lớn chuyện này. Mấy trưa nay, mấy năm trước không hề có. Không hề có. Cô bấm tay, mấy năm trước không có hề có. Nhưng mà mới đây trỗi lên cái người sư nữ đó đó. Chỉ có bộ đồ đó. Mà đi một tháng mấy trời về, bộ đồ nó rã hết trơn. Thấy không? Đó là hạnh đầu đà. Mà hạnh đầu đà có là cái duyên người ta đi như vậy đó. Vậy thôi. Người ta không có cầu cạnh bất cứ người nào. Tôi bữa nay tôi đi tới này, tôi tới kia, không có. Ta âm thầm người ta đi. Đi rồi tới, nhưng ta về tới thành phố Hồ Chí Minh, bộ đồ rã hết. Đó là cái chuyến đi hạnh đầu đà ha. Không hề có một cái lý do nào nói ra. Nhưng người ta có Long Tôn Hộ Pháp độ trợ người ta từng bước đi ha. Còn nói về vấn đề mà ông lão sư này ông đi từ mấy năm này công trong chuyện đó không có thở. Đã mấy năm thì ông đi tiếp tục đi, không? Ông đi tiếp tục đi, mắc gì ông phải chạy đầu này chạy đầu kia, rồi có bao nhiêu người hùa theo ổng, tung hô dạng tuế ổng. Để làm gì? Ha? Câu chuyện này nó không có thật. A Di Đà Phật. Thì thầy cũng nói với mọi người là thầy bỏ hết công việc và gia đình là thầy bỏ hết. Người ta nói người ta bỏ chuyện của người ta, hạnh 13 hạnh đầu đà ấy, đúng. Cái hành động người ta mới thực tế nha. Yeah. Ta nói ai nói không được. Nhưng mà hành động thực tế là gì? Đánh dấu hỏi, từ từ nó sẽ lòi ra. Cái gì nó cũng phải lòi ra hết. Chân nào nó lòi chân đó. Hãy yên tâm nó đi. A Di Đà Phật. Có một lần đó đó. Có một người đó đó. Đi lại, yeah. lại ba bước, rồi đứng lên, lại ba bước, rồi lại xong rồi bắt đầu cái, ta kêu xe, ta kêu xe ông ra, chở đi vòng lại, ta đi giật đồng tiền, ta xây chùa, đó giờ ta xây chùa đó đó, nhưng mà người ta lại ba bước, nhưng mà cái tinh thần lại ba bước nó không có, ta quay ngược lại, ta xây chùa, ta vọng động. Đó là cái gì? Cái đó là tư tưởng và hành động không chính trực. Cho nên vừa lại vừa ba lại rồi quay lại vận động xây chùa. Rồi có lần đó cô đứng cô chặn nha. Cô chặn cô hỏi. Chưa kịp hỏi là đã xô tôi cô té rồi. Cô con nhà chùa, cô đứng cô chặn lại cô hỏi. Chưa kịp hỏi đã xô cô té rồi. Ai xô cô? Thì cái người lại ba bước rồi quay lại cái vận động xe cô đó. À. Cô không nhắc cái tên người đó. Bây giờ họ tu cách nào rồi? Ta xây chùa quy mô, ta rộng mở, ta tên này, tên nọ, tên kia. Nhưng mà mái chùa đó, mái gì, chùa gì? Mái chùa vận động chứ không phải mái chùa tâm linh. Là cái người mà... Vậy đó, ha? Là cô cái người mà bước hai bước. Sang. Bước hai bước là quỳ bước mà vẫn tác động đến sư cô hả? Quay lại ba bước. À lại ba bước. Rồi lại một lại. À. Khi mà tới cái đỉnh nào đó đó, người ta quay lại, à. ta quay ngược lại, ta đi ta vận động xe chùa. À. Nghe rõ chưa? Yeah. Đó. Bây giờ người ta là mấy chùa gì? Mấy chùa dân gian, mấy chùa như thế này, cái chùa thế kia, nhưng mà không phải là mấy chùa của tâm linh. Mấy chùa vận động mà có á. A Di Đà Phật. Sư cô giống như thầy Thích Minh Tuệ á, đi
từ Nam ra Bắc vậy á, mà đi chân không, và thầy cũng có nói là thầy đi trên người chỉ có 3 bộ đồ, sẽ không mặc thêm bộ đồ nào mới nữa, và một ngày chỉ ăn một cử thôi cô, thì với lại mà thầy còn ngủ ngồi nữa. Có cái chuyện của thầy ấy, cái chuyện của sư ấy. Có ngủ ngồi không sư? Long tôn hộ pháp biết rõ tư tưởng người đó phát ra những gì. Đã nói rồi, chân nào sẽ lồi theo chân đó, hãy yên tâm chờ đợi đấy. Theo sư là có ngủ ngồi được không sư? Hả? Một người bình thường có ngủ ngồi được không sư? Bây giờ có thiếu người gì, người ta không ngủ mà tôi ngủ ngồi. Phật tử và nhân dân đó, khác đạo giáo người ta vẫn ngủ ngồi vậy, nhưng mà tùy duyên mà người ta ngủ ngồi. Yeah. Mà ngủ ngồi đó là do cái tạng của người ta, cái chuyện người ta luyện tập gì đó, chuyện của người ta mình không biết được, nhưng mà nói là cái hiểu rõ những là cái chân tâm khi phát ra long tôn hộ pháp ghi chép rõ ràng. À. Thổ địa đất đai dùng đó họ, ông này ngày đó ông đem lên ra những cái tư tưởng cái gì, ông lộ ra cái những gì, người ta ghi chép hết. À. Thổ địa đất đai rồi các dùng mà ông lão đi tới đó, người ta ghi hết, không có chừa miếng nào đâu. Chân là chân rết hả? Cũng như tiểu cô nè, tiểu cô ở trong am tự, tiểu cô khởi gì, à, long thần hộ pháp đều biết hết. Tiểu cô khởi gì, thổ địa đất đai người ta biết hết. Cho nên đừng vội nói, mà cũng đừng vội xưng tên học cái nên đâu, có hiểu không? À, dạ. Thầy Thích Minh Tuệ cũng có nói là chỉ ăn trong một bữa sáng là sẽ không có ăn nữa, thì sư cô nghĩ như thế nào? Cái chuyện của người ta. À, chứ không phải là khi mình đi hồi như vậy xưa đó, cô kể cho nghe không? Một vị sư nữ đó đi khắp mọi nơi ăn ngày có muỗng cơm, không có muỗng cơm luôn nha, đi khắp mọi nơi, đi có nghĩa là đi rách cái áo luôn đó, ăn không tới muỗng cơm luôn, không có muỗng cơm luôn, ăn sao cải trừ, ăn lá cây ăn gì đó, uống nước gì đó trừ, không có ăn một miếng cơm nào hết. Khi người ta về thành phố Hồ Chí Minh, bộ đồ ta mục hết rồi, người ta mới vô ta xin sư phụ người ta, sư phụ ơi đồ cũng rách hết rồi, cho con bộ đồ khác đi. Đã, người ta xin sư phụ người ta, tại vì người ta không có áo quần, ta chỉ có 2 bộ đồ mà giờ rách rồi còn làm gì nữa, cho nên người ta xin sư phụ người ta. Còn về vấn đề mà nói là không có đồ mặc hay là đem có mấy bộ đồ để long tôn bộ hộ pháp tính, mà long tôn hộ pháp ở trong đây không có, mà là thổ địa đất đai các chư vị ở trên và dưới, ở trên có thiên, ở dưới có thổ địa, ta ghi hết, yên tâm đi, không mất phần nào đâu. A Di Đà Phật. Sư cho con hỏi thăm á, nếu mà bây giờ ông Thích Minh Tuệ ông tới đây ông gặp sư thì sư có tiếp không? Tiểu cô ai cũng tiếp hết. À, nhưng mà người ta có tới hay không mới là quan trọng. À. Vậy nếu như mà sư cô có dịp được gặp thầy Thích Minh Tuệ thì sư cô cô không trông đợi có dịp hay không dịp. Yeah. Mà cô chỉ trông đợi rằng toàn dân trăm họ Hồ Chí Minh phải có đủ bi trí dũng, phải cái trí tuệ sáng ngời, không gì cái bê cái lầm nào đó để chạy theo cái tướng, mà hãy chạy chính mình bằng cách là sống tốt thì nhân cách đạo đức, sống đủ 4 trọng ân, đừng đánh đổ nhân cách của mình là được rồi. Tiểu cô mong đợi như vậy. Còn con em mà lớn lên đừng đi đến những cái nơi không được, có nghĩa là lành mạnh, phải đi tới môi trường tốt. À, đi vào môi trường tốt và sống tốt, nhân cách đạo đức đứng đầu là tiểu yêu cầu là con em trong họ Hồ Chí Minh là như thế, sống tốt, nhân cách đạo đức, sống đủ 4 trọng ân, yêu kính cha mẹ, thương ông bà của mình, sống tốt với bạn bè mình là cô rất vui rồi. Đừng vì cái mã lợi danh nào, đừng vì cái mơ ảo quyền nào để đi vào, thì cái đó là ảo giác, mà ảo giác rồi thì tư tưởng không còn nữa,
Tư tọ tưởng là mình đã đánh mất rồi. A Di Đà Phật. Sư cô đang hỏi là về cái phần tu luyện 13 hạnh đầu đà như thế nào sư cô? Cô không biết. À. Cô nguyện 13 hạnh đầu đà gì cô không biết. À. Cô chỉ biết một hạnh đầu đà. À. Một chiếc áo đi mãi không nghĩ tới gì hết. Ăn cái gì cô không nghĩ tới không? Tới chừng chiếc áo sách nát mà thôi. Cô chỉ biết hạnh đó thôi. À. Còn hạnh 13 hạnh đầu đà gì cô đâu có biết. Thôi để Long Tôn họ không. Long Tôn họ họ pháp không có nhúng vô vụ này. Chỉ có thổ địa, đất đai và thiên trời nhìn thấy mà thôi. Vậy là mình đi như vậy là mình đi suốt luôn đúng không sư cô, cho đến khi mà không đi nổi nữa thôi phải không sư cô? Ừ, đi là không nghĩ tới bản thân. À. Mà không có nghĩ tới người đi đứng sau lưng hậu thuẫn mình đi, thì có Long Tôn hộ pháp hộ trì từng bước chân mình đi, đâu cần phải giờ hô gian lên tôi ở chỗ này tôi ở chỗ kia, rồi có đàn có hậu có thế làm rần rần lên để làm gì. A Di Đà Phật. Dạ. Vậy là sư thầy Thích Minh Tuệ đây là có điểm dừng. À, có điểm dừng. Vậy mà sau nghe à, sư thầy thôi cái chuyện mấy chú nói tôi không biết nha, tôi chỉ nói vậy thôi. Dạ. Còn cái chuyện càng ngày nó càng lộ ra. À, tại chân nào nó đi ra cho chân đó, hãy yên tâm, hãy chờ đợi đấy. À, vậy tại là vì thiên trời có thiên trời ở dưới có thổ địa đất đai họ ghi chép, rồi từ từ nó lộ ra nguyên hình. Vậy là sư cô là đã thấy được cái điều đó rồi đó. Nhưng mà ý trời chưa có tiết lộ được đúng không sư cô? Chuyện của trời, chuyện của thổ địa đất đai tiểu cô. Sư cô là biết hết nhưng mà không nói. A Di Đà Phật, ý của sư cô là cứ để thời gian trả lời đúng không sư cô? Sư cô là biết hết được đi nước bước của Minh Tuệ đó. Thôi cho cô xin phép nha, khước từ. Dạ rồi con. A Di Đà Phật. Chia tay tại đây đi nha. Nam mô A Di Đà Phật thiểu tâm sinh. Người ta làm để cô kể con nghe một câu chuyện. Yeah. Xưa kia có cái một cô đó đó, cô rời khỏi nhà, cô tu gia tu chợ tu chùa, cô rời khỏi nhà cô chỉ có một bộ đồ thôi, một bộ đồ dính da thôi, thì cô đi một cái vùng, bất cứ dùng nào để cô tìm một người nào đó để cô khuyên giải. Thì cổ trưa đó cổ đi xuống dưới sông đó, cổ tắm rửa sạch sẽ, và dưới sông cổ rửa gọi vào dưới sông, xong rồi cổ đi lên, người cổ sạch sẽ liền không. Cổ đi trong trời nắng trời gió gì đó một chút xíu nó khô cô đây là tối. Cô không đi vô chùa, cũng chẳng vô nhà dân. Cô treo một cái cái giỏng cô mắc ở bên đầu đường, bên xóa đường nào đó cô nằm. Cô nằm mà cô lên cô nằm cô ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau cô đi tiếp. Rồi cô cũng tắm rửa như vậy đó, chỉ có bộ đồ thôi. Mà cô đi suốt một tháng trời nha, một tháng trời. Khi cô quay về thành phố Hồ Chí Minh thì bộ đồ cô rách nát rồi. Đó là cái hạnh đi khuyên người tu sửa, và cũng là hạnh đầu đà của một người sư nữ đó. Có hiểu chưa? Yeah. Không thấy, không nghe, không gì hết, nhưng mà có Long Tôn hỗ trợ cho cô đó. Là cô đi một tháng trời, một tháng rưỡi về bộ đồ đó tan tành. Tại vì đi xuống dưới sông tắm rồi đi lên, đi lên rồi phơi nắng rồi đi cứ vậy đó, đồ cổ rách hết á, về đó nó rượu hết trơn luôn. Đó là hạnh đầu đà. Dạ. Sư ơi, cho con có một câu con hỏi nhé. Thời về thầy Thích Minh Tuệ là thầy đang đi khất thực nhưng mà thầy không nhận bất cứ tiền tài vật chất gì, thì sư cô nghĩ sao ạ? Cái chuyện không nhận tiền tài vật chất gì, nhưng mà những người đi theo sao họ hỗ trợ. Yeah. Chạy tới chạy lui đó là gì? Vậy thôi, nhìn thấy là đủ hiểu rồi. À, ý xưa là nhận dùm đúng không? Mấy người đi theo là nhận dùm đúng không? Ừ, người ta chạy tới chạy lui tôi hô hùa đó là gì? Là ma chướng. Ma chướng kết với hội chướng. Đó là tội lỗi. Cô nói đó là tội lỗi. Còn người ta mà tiếp tục như vậy đó, một ngày nào đó nó sẽ lòi ra. Chân nào
lồi ra chân đó, không chạy chỗ đời nào, không đường nào hết. A Di Đà Phật. Dạ, nhưng mà trong cái thời gian mà mấy năm về trước là thầy Minh Tuệ đã đi thất thực kiểu vậy rồi, mà thầy cứ đi có một mình à sư cô. Xong rồi bắt đầu đổ lại đây thì có mới có nhiều người theo thầy ấy, thì